Hai chị em chào các bạn ạ. Hôm nay bố sẽ giới thiệu cho hai chị em biết đây là cây gì nhá. Các bạn có biết đây là cây gì không? Cây gì nhỉ? Cây hoa. Hoa này gọi là hoa hồng. Đây là lá này. Lá của cây hoa này. Đây là bông hoa hồng này. Nở rồi, đẹp chưa? Đấy, màu gì? Hoa hồng màu gì nhỉ? Màu tím. Wow, hoa hồng này không phải màu tím đâu. Hoa hồng này là màu đỏ. Đấy. Đây là cái ngọn của hoa hồng. Em nhìn, chị nhìn thấy chưa? Đây là một cái nụ hoa nữa này. Đấy, nụ hoa này sắp nở rồi. Các bạn nhìn thấy bông hoa đẹp chưa? Tiếp theo nha. Đúng rồi, em biết đây là hoa gì không? Hoa này là cây hoa giấy. Đấy. Đây là mẫu hoa của nó rất là đẹp, màu rất là đẹp nhá. Đây là lá này, ngọn này. Đấy. Các cái bông hoa được ra ở cái đầu của cái ngọn. Cây hoa giấy này là có tuổi đời là hơn 10 năm. Wow, chú Phong à. Hello.